10 cách ngụy trang ẩn nấp kinh điển nhất trong quân đội. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Các bạn thân mến, nghệ thuật ngụy trang để che giấu những thứ như người, xe cộ, vũ khí từ lâu đã được quân đội các nước thực hiện. Trong quân sự, ngụy trang là một chiến thuật. Nếu như chúng ta sở hữu chiếc áo toàn hình như Harry Potter thì tốt biết mấy. Nhưng rất tiếc, đó là thứ chỉ có trong phim mà thôi. Còn ở ngoài đời thật thì quân đội các nước đã sử dụng những công nghệ ngụy trang vô cùng độc đáo, nhiều khi là khó tin, để có thể chiếm ưu thế và giành chiến thắng. Bạn nghĩ đó là những phương thức nào? Hãy cùng Thế Giới Hôm Nay tìm hiểu 10 công nghệ ẩn nấp kinh điển nhất trên thế giới để xem chúng lợi hại như thế nào nhé. 10 cách ngụy trang ẩn nấp kinh điển nhất trong quân đội. 1. Ngụy trang bằng thân cây mục. Đây là cách thức ngụy trang được quân đội nhiều nước sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Về cơ bản, kiểu ngụy trang này rất đơn giản, chỉ cần một ống đồng có đường kính đủ rộng cho một người chui vào và một lớp vỏ cây hoặc vải được sơn theo màu gỗ bọc bên ngoài chiếc ống. Những thân cây giả này sẽ trở thành các đài quan sát hay các vọng gác giả chiến ngay trên chiến trường. Các thân cây này cũng là một vị trí bắn tỉa hoàn hảo nếu gốc cây ngụy trang đủ cao ráo. Tay lính bắn tỉa có thể bắn hạ được cả những người đang ngồi trong chiến hào ở phía đối phương. Vì triển khai những gốc cây ngụy trang này được thực hiện trong đêm tối, bởi sẽ không ai chú ý tới sự xuất hiện của một gốc cây khô giữa chiến trường sau chỉ có một đêm. 2. Xe tăng ngụy trang Tiger. Bạn nghĩ sao khi một đoàn xe tăng chắn đường bạn mà chiếc nào cũng mang hình con hổ trước mặt? Những bạn yếu tim chắc sẽ phải té xỉu. Thực chất đây là một trong những công nghệ ngụy trang cho xe tăng được một vài quốc gia lựa chọn có thể kể đến như Trung Quốc, Hàn Quốc, bởi đây là những đất nước mà họ xem hổ là biểu tượng cho quyền lực. Chính vì vậy mà hình ảnh con hổ đã được thiết kế lên chiếc xe tăng M46 Patton năm 1950-1951. Chiếc M46 Patton xuất hiện trong vài trận đấu tăng với nhiều vai trò khác nhau như xe hỗ trợ, làm pháo. Cùng với những tăng Mỹ khác tham chiến tại Hàn Quốc, M46 được sơn hình mặt hổ trông rất đáng sợ. Mục đích của việc làm này nhằm giảm khí thế chiến đấu của kẻ thù. 3. Kiểu ngụy trang Dazzle. Kiểu ngụy trang nổi bật nhất được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất không phải ở trên bộ mà là trên những chiến hạm của Hải quân Anh. Được so sánh với trường phái hội họa lập thể, nó sử dụng những khói màu lớn, sắc cạnh, gồm những tông màu sặc sỡ, đối lập nhau, hoàn toàn trái ngược với những kiểu ngụy trang thông thường. Kiểu ngụy trang này có mục tiêu cụ thể là bảo vệ tàu chiến và tàu chở hàng của Anh trước tàu ngầm Đức. Những họa tiết nổi bật của kiểu ngụy trang này được cho là để giúp đánh lừa thị giác của đối phương. Nó khiến đối phương khó xác định được chiều dài, vận tốc cũng như hướng di chuyển của tàu. Ngày nay, với công nghệ phát hiện và tấn công hiện đại nên kiểu ngụy trang này đã không còn hữu dụng nữa. 4. Khiêng bóng. Nghe có vẻ hay và công nghệ cao, nhưng đây chỉ là một ý tưởng đơn giản nhưng lại rất tuyệt vời. Khiêng bóng là một bức tường góc phản chiếu, có một khe nhỏ nơi bạn có thể đặt nòng súng để thực hiện nhiệm vụ. Chiều cao của khiêng có thể cao hơn bạn để không ai nhận ra bạn đang có mặt ở đó. Thậm chí là khi xảy ra xung đột, nhờ vào việc phản chiếu môi trường xung quanh vào gương, trông chân thực một cách hoàn mỹ, làm cho kẻ địch khó nhận ra. Phương thức này chủ yếu được thực hiện cho các nhiệm vụ ám sát kẻ địch từ xa và phần lớn được thực hiện bởi các tay súng bắn tỉa thiện xạ. 5. Ngụy trang bằng các vũ khí phát. Có lẽ con ngựa thanh Troll là hàng phát đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh. Và ở Thế chiến thứ hai, quân đội một số nước đã sử dụng các loại phương tiện, vũ khí phát để tác chiến. Điển hình như quân đoàn xe tăng, xe bọc thép bơm hơi của Hoa Kỳ. Họ tạo ra những chiếc xe tăng, khẩu pháo, chiếc xe tải bằng cao su dễ dàng bơm lên và di chuyển. Thậm chí, chúng còn có âm thanh giả để khiến kẻ địch dễ dàng tin hơn. Quân đội Nhật cũng đã từng làm một chiếc máy bay giả dùng để đánh lạc hướng kẻ địch. Trước đó, trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Anh đã tự chế ra những chiếc xe tăng gỗ dùng đánh lừa quân Đức. Hiện tại ở Nga, vẫn có một công ty chuyên sản xuất các mô hình bơm hơi này theo yêu cầu của quân đội. Tuy nhiên, thay vì phục vụ chiến tranh, những mô hình này giờ đây được sử dụng để tập trận. 6. Tàu ngụy trang. Đây là một ý tưởng ngụy trang hết sức tuyệt vời các bạn ạ. Trong trận hải chiến Java năm 1942, lực lượng đồng minh đã chịu thiệt hại nặng nề trước Nhật. Trong khi các tàu chiến khác nhanh chóng rút lui, tàu HNLMS Abraham Grinsen của Hà Lan bị bỏ rơi phía sau. Vũ khí chỉ gồm một pháo 76mm và hai pháo 20mm. Nếu bị phát hiện, nó không khác gì mục tiêu tập bắn cho máy bay Nhật.
Tình thế tuyệt vọng không làm các thủy thủ Hà Lan nản lòng. Họ đã biến con tàu thành một hòn đảo nhờ cây cối ngụy trang, khiến tàu giống hệt một hòn đảo khi nhìn từ trên không. Bằng cách ban ngày ẩn mình vào các hòn đảo, đến tối thì di chuyển. Sau 8 ngày lênh đênh trên biển, chiếc tàu đã tìm được đến căn cứ đồng minh, thoát khỏi sự truy đuổi của quân Nhật, trong khi nhiều chiến hạm khác không có được may mắn đó. 7. Công nghệ tàng hình. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, con người đang tiến dần với những điều mà trước đây ta chỉ có thể thấy nó trên phim ảnh, đó chính là phương thức tàng hình. Nghe có vẻ điên rồ nhỉ? Song trên thực tế, một số quốc gia trong đó có quân đội Mỹ đang theo đuổi dự án phát triển một loại vải ngụy trang mà một ngày nào đó có thể khiến các binh sĩ của họ hoàn toàn tàng hình. Vật liệu này tạo hiệu ứng giống áo choàng tàng hình của Harry Potter, thậm chí có thể đánh lừa cả ống nhòm đêm. Công nghệ này cho phép các lực lượng đặc nhiệm tiến hành đột kích ngay giữa ban ngày mà không bị phát hiện. 8. Áo lạnh tàng hình chống cá mập. Các nhà nghiên cứu Australia vừa phát minh một loại áo lạnh đặc biệt có khả năng tàng hình khi ở dưới nước, chống cá mập tấn công. Bởi loài cá mập bị mù màu nên nhóm nghiên cứu đã sử dụng tông màu xanh nước biển và trắng với họa tiết đan xen để thiết kế bộ quần áo lạnh Elude, giúp người lặn dễ dàng biến mất trong dòng nước. Bên cạnh Elude, bộ đồ sọc đen trắng có tên Diverter được thiết kế dành riêng cho những người chơi lướt ván. Sọc đen trắng sẽ khiến cá mập làm tưởng người lướt ván là một loài cá độc nên chúng sẽ không dám lại gần. Theo những nghiên cứu mới đây, dù sát thủ đại dương có cơ quan khứu giác rất tốt thì chúng cũng chỉ tấn công khi nhìn rõ được mục tiêu. Vì vậy, hai bộ quần áo Elude và Diverter sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho người đi biển. 9. Công nghệ ngụy trang quân sự dạng pixel. Trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc đại chiến thế giới, Trung Quốc đã có một cuộc diễu binh phô diễn sức mạnh quân sự hoành tráng với sự góp mặt của hàng trăm thiết giáp xa và khoảng 12.000 binh lính. Đặc biệt, tất cả đều được áp dụng kỹ thuật ngụy trang thế hệ mới. Các đoàn xe quân sự được sơn các hình vuông, một số màu xanh, vàng, một số màu xanh dương, trắng. Lớp phủ ngụy trang khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của những trò chơi điện tử 16 bit thời xưa với các khối vuông tương tự như trò chơi Minecraft. Nó hoàn toàn tương phản với các mẫu ngụy trang truyền thống mà quân đội các nước thường sử dụng bằng cách đồng màu với môi trường như cỏ cây hay các cảnh vật tự nhiên. Không chỉ Trung Quốc, mô hình ngụy trang này hiện đang được dùng ở những mức độ khác nhau trong các lực lượng quân đội ở nhiều nơi trên thế giới. 10. Quân phục ngụy trang. Rất nhiều loài động vật trong tự nhiên đã phát triển kỹ năng ngụy trang đến mức hoàn hảo, làm cho những loài động vật khác khó mà có thể phát hiện ra chúng trong môi trường sống. Loài người cũng đã cố gắng học hỏi kỹ năng ngụy trang này từ những loài động vật để phục vụ chiến tranh. Bằng việc tạo ra những bộ trang phục có họa tiết và màu sắc tương đồng với các môi trường khác nhau như rừng núi, sa mạc, đô thị v.v. để giúp quân đội có thể ẩn mình trong môi trường không cho địch phát hiện, không chỉ ngụy trang cho bản thân người lính, các cộng sự, thiết bị, phương tiện như xe tăng, trực thăng v.v. Có lẽ chúng ta cũng cần tự hào với lối đánh du kích, Việt Nam chắc chắn cũng là những bậc thầy trong việc ngụy trang ẩn nấp. Hy vọng video đã mang đến cho các bạn nhiều điều thú vị. Và những gì bạn nghĩ về nội dung hôm nay, hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận nhé. Đừng quên like và share video để mọi người cùng xem. Và hãy nhấn nút đăng ký để được xem các video mới nhất của Thế Giới Hôm Nay. Xin chào và hẹn gặp lại!